Sao it's so. Kim ơi. Chị Kimber mến chào tất cả các em. Kem ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm Slam hệ dương thái hay còn là hệ mặt trời nha. Chúng ta sẽ làm 7 hành tinh và trong đó có cả mặt trời nữa. Hôm trước thì chúng ta đã làm Slam dải ngân hà rồi. Nếu mà các em nào chưa xem thì hãy vào trong channel của chị xem nha. Đây là 7 cái hũ nhỏ. Những cái Slam này hôm nay chúng ta sẽ làm Slam tí hon. Chắc là nó sẽ rất là dễ thương đây. Chị đã chuẩn bị màu và những cái cây tăm này để cho mình khuấy lên đó các em. Tại vì nó rất là nhỏ cho nên dùng muỗng thì sẽ hơi khó một tí. Còn đây là dung dịch borax với nước ấm mà chị pha rồi. Nếu mà các em không có cái borax này thì các em cũng có thể dùng những cái thứ khác nha. Các em hãy vào trong những cái video chị làm những cái loại slam khác để xem chi tiết hơn. Chị có hướng dẫn chi tiết hơn đó về những thứ mà chúng ta có thể thay thế bằng borax. Còn đây là keo sữa của chị nè. Ok, chúng ta đã có tất cả những thứ cần làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên thì chị Kimber sẽ cho keo sữa vào trong cái hũ nhỏ này. Hệ mặt trời thì có tất cả là 9 hành tinh đó các em. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ làm 7 hành tinh thôi nha. Trong đó có cả mặt trời nữa đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm mặt trời. Bây giờ chị Kimber sẽ cho màu đỏ vào. Tại vì mặt trời thì rất là nóng, cho nên chị Kimber sẽ dùng màu đỏ để tượng trưng cho mặt trời nha. Màu thì các em có thể dùng màu thực phẩm hay là màu nước cũng được. Nói chung là cái gì tạo màu cũng được nha các em. Chị sẽ khuấy cho đều lên nè. Xong rồi thì chị sẽ cho hỗn hợp borax và nước vào. Các em nhớ là cho một tí thôi nha. Nếu mà cho nhiều quá thì nó sẽ bị cứng đó. Rồi bây giờ chị Kimber sẽ khuấy lên là chúng ta đã xong rồi đó các em. Các em có biết là mặt trời rất là to không? Nếu mà nó có thể đựng trái đất thì nó có thể chứa tới 1 triệu trái đất lần đó. Và mặt trời của chúng ta sẽ cháy khoảng 130 triệu năm nữa. Và sau khi đốt cháy hết chất hydrogen thì nó sẽ lớn dần ra và sẽ đốt luôn sao thủy, sao kim và sẽ đến trái đất của chúng ta nữa đó. Lúc này thì nó sẽ rất là to và sẽ được gọi là sao màu đỏ. Nhưng mà còn lâu lắm các em. Rất là lâu nữa. Khoảng 130 triệu năm nữa. Lúc đó thì chúng ta cũng đã hóa thành mây khói hết rồi. Nên bây giờ chúng ta vẫn vui vẻ sống đi. Tại tới lúc đó thì vẫn còn lâu lắm nè. Và chị Kimber nghĩ là tới lúc đó thì chúng ta cũng sẽ có thể tìm ra những cái hành tinh khác mà có nước, chúng ta có thể sống ở đó. Hy vọng là vậy nha. Rồi, slam đầu tiên, hành tinh mặt trời của chúng ta đã xong rồi nè. Các em thấy là nó rất là dẻo. Chị sẽ bỏ trong cái hũ này và sẽ đậy lại để cho nó không có bị khô nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm một cái slam hành tinh nữa. Đó chính là hành tinh sao thủy, hay trong tiếng Anh còn gọi là Mercury. Cách làm thì cũng y như là hành tinh mặt trời nha các em. Các em có biết là chúng ta có thể nhìn thấy sao thủy từ trái đất không vậy? Chắc là các em cũng đã biết rồi nè. Hình như là năm 2016 ở châu Âu chúng ta có thể nhìn thấy sao thủy đó các em. Mỗi 7 năm thì chúng ta có thể nhìn thấy sao thủy từ trái đất đó. Rất là thú vị phải không nè.
sau sau thủy thì chị Kim Bơ sẽ dùng màu vàng nha. Tại vì chị muốn tượng trưng cho thần đưa tin đó các em. Tại vì tên Mercury có xuất xứ từ La Mã của thần trong thần thoại Hy Lạp hay là La Mã gì đó các em. Nếu mà trong thần thoại La Mã thì là Mercury, còn nếu mà trong thần thoại Hy Lạp là Hermes, là vị thần đưa tin đó. Nếu mà các em nào chưa có xem bộ phim hoạt hình 12 cung hoàng đạo, cái tập 1 đó các em có vị thần đưa tin nữa, vị thần đưa tin rất là dễ thương. Em nào chưa xem thể vào trong channel của chị để xem phim hoạt hình Học viện 12 cung hoàng đạo nha. Và thứ sáu, thứ bảy thì chị Kemper sẽ đăng tiếp. Em nhớ cho dung dịch bao rác ít thôi nha, nếu không nó sẽ bị cứng đó. Ồ, các em có biết là sao Thủy là một hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời không nè? Và nó quay xung quanh mặt trời rất là nhanh, cho nên vào lúc xưa đó người ta cứ tưởng là có hai hành tinh, tại vì nó quay cũng rất là nhanh so với những hành tinh khác đó các em. Các em thấy là cái slam này vừa mới làm đó thì các em đừng có làm cho nó cứng quá nha, tại vì cái chúng ta làm cho nó nhão nhão thôi rồi chúng ta sẽ nặng thì nó sẽ không có còn dính nữa. Bây giờ thì nó rất là dẻo rồi nè. Lâu quá chị Kimber không có hướng dẫn cho các em làm slam, cho nên có nhiều em vào trong channel hỏi chị là tại sao chị không làm slam nữa. Thì hôm nay chị sẽ làm cho các em nè. Và chị cũng đang làm squishy nhưng mà nó chưa có khô. Squishy thì hơi làm lâu một tí tại vì chị phải phơi cho nó khô. Và hết cái video này thì chị Camber sẽ chơi thử với những cái slime này cho các em xem nha. Bây giờ thì chị Camber sẽ cho vào trong cái hũ nhỏ này. Nó còn một tí dính ở trong cái hũ này các em, chúng ta có thể dùng cái slime mà chúng ta đã làm rồi đó để clean cái hũ luôn. Nhìn giống son môi quá hai các em ha. Hôm nào chị Kemper sẽ hướng dẫn cho các em làm son môi nha. Làm cách dễ nhất mà chị Kemper biết luôn đó. Tiếp theo thì chị Kemper sẽ làm hành tinh sao Kim. Sao Kim này thì chị Kemper sẽ làm màu hồng nha. Em biết là tại sao chị Kim Bơ là màu hồng không nè? Tại vì sao Kim đó các em, tên tiếng Anh là Venus. Chị Kim Bơ là màu hồng là tại vì Venus theo bắt nguồn từ La Mã cổ đại đó các em, thì là thần tình yêu hay là nữ thần của sắc đẹp, cho nên chị Kim Bơ sẽ là màu hồng. Màu hồng rất là đẹp phải không nè? Chị nghĩ là có rất là nhiều em thích màu hồng. Venus là hay còn gọi là sao Kim, trong tiếng Việt của chúng ta là sao Kim đấy các em. Thì là hành tinh gần nhất với trái đất, cho nên nó còn thường được gọi là sister planet hay còn gọi là chị em của trái đất đó. Cũng vì lý do là nó ở gần trái đất nè, không phải ở gần mà là cũng như là kế bên khi mà chúng ta nó quay xung quanh mặt trời đó các em, và hợp chất của nó cũng gần giống như trái đất luôn, và kích cỡ của nó cũng gần giống nữa, cho nên gọi là chị em với trái đất của chúng ta đó. Và sao Kim thì ra đời cách đây khoảng 300 cho đến 4 triệu năm rồi đó, rất là lâu phải không nè. Màu slime của chúng ta rất là dẻo. Lúc đầu thì hơi dính tay nhưng mà bây giờ thì hết dính rồi.
chị sẽ cho vào hũ nữa nè. Vậy là chúng ta đã có 3 hành tinh rồi. 3 màu slime tượng trưng cho 3 hành tinh. Nếu mà các em không có hũ thì các em hãy bỏ vào trong những cái bao nha. Rồi chúng ta sẽ cột lại cho thật là chặt để không khí không có vào đó các em. Nếu mà không khí vào thì nó sẽ bị khô. Đố các em tiếp theo là chị Camber sẽ làm slime màu gì nè. Tiếp theo thì chị Camber sẽ làm slime màu xanh lá cây. Các em có đoán ra là màu xanh lá cây là chị Camber tượng trưng cho hành tinh nào không nè? Hành tinh nào mà rất là xanh đó? Các em đoán đi. Không biết các em đoán trúng không nha. Mà chị Camber là màu xanh là tại vì chị Camber đang làm hành tinh trái đất của chúng ta đó. Trái đất là nhà của chúng ta phải không nè? Chị Camber thì ở cách xa các em một vòng trái đất. Nếu mà các em ở Việt Nam thì chị Camber ở tới cách xa các em một vòng lận. Nửa vòng trái đất chứ. Nửa vòng trái đất thì rất là xa rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ có máy bay cho nên nhanh hơn một tí. Ồ mà các em có biết không, ở trái đất của chúng ta đó là hành tinh duy nhất có sự sống và nước ở trên mặt đất đó nha. Rất là đặc biệt phải không nè. Và một điều đặc biệt nữa về trái đất của chúng ta, đây là hành tinh duy nhất mà không được đặt tên dựa theo các vị thần của Hy Lạp hay là La Mã đó. Chị cũng không biết bắt nguồn từ đâu ha. Để chị tìm xem. Nếu mà các em muốn biết thì các em hãy để comment cho chị biết nha. Và chị sẽ tìm thông tin đó và nói cho các em biết. Chị nhớ hồi xưa chị học đó là người hồi xưa, xưa thật là xưa đó, tưởng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Nhưng mà không phải nha. Và người ta cũng tưởng trái đất là hình phẳng như tờ giấy. Tại vì người ta nghĩ nếu mà trái đất hình tròn thì mình đi mình sẽ bị té xuống đó các em, mình té ra ngoài không gian đó. Nhưng mà thật sự thì trái đất hình tròn. Chúng ta đang ở trên một hành tinh rất là đặc biệt phải không nè. Ok, tiếp theo là chị Camber sẽ làm hành tinh Mars. Đây là sao hỏa. Tên tiếng Việt là sao hỏa nha. Sao hỏa thì chị Camber sẽ là màu cam, là tại vì mặt trời thì chúng ta đã là màu đỏ rồi. Và sao hỏa thì chị Camber sẽ là màu cam nha. Mars là tên của trong La Mã đó các em, là tên của vị thần chiến tranh đó. Và các em có biết không là ở trên sao hỏa là có một ngọn núi cao nhất luôn, cao nhất trong hệ mặt trời luôn đó. Ngọn núi đó là ngọn núi Olympus. Nếu mà các em nào có xem phim hoạt hình cung hoàng đạo của chị thì các em biết là 12 nữ thần cung hoàng đạo và thần Zeus sống ở trên ngọn núi Olympus đó phải không nè. Và ngọn núi này được bao phủ bởi núi lửa đó các em. Và nó cao tới 21 km lận đó và rộng tới 600 km. Wow, xa quá các em ha, cao quá trời luôn. Và cái hành tinh này nó đã hình thành cách đây khoảng mấy tỷ năm rồi đó. Ồ, một điều đặc biệt nữa về sao hỏa đó chính là có những cái dấu tích là nó có nước đó các em, nhưng mà không phải dạng lỏng mà là dạng nước đá. Rất là thú vị phải không nè. Ok, tiếp theo chúng ta có hành tinh Jupiter, hay còn gọi là sao mộc trong tiếng Việt. Cái hành tinh này thì cũng đặt theo tên của thần Zeus nha các em, là thần của các vị thần luôn. Và thần Zeus này sống ở đỉnh núi Olympus. Đối với những nước khác thì tượng trưng cho thần Thor, hay ở trong Việt Nam mình gọi là thần sấm sét đó các em. Và lý do chị Camber là màu trắng là tại vì trên cái
Hành tinh sao Mộc này thì có rất là nhiều lốc xoáy ở trong bầu không khí tạo ra những hình dạng giống như là mây vậy đó, cho nên chị Kemper là màu trắng. Ồ, các em có biết là có tất cả 8 phi thuyền đã ghé thăm sao Mộc rồi đó. 8 phi thuyền đó các em. Và bây giờ cuối cùng là chị Kemper sẽ làm Neptune hay còn gọi là sao Hải Vương nha. Hải Vương, Hải là biển phải không nè, còn Vương là giống như là thần đó. Theo thần thoại La Mã thì là thần biển Neptune. Ở một điều rất là đặc biệt về sao Hải Vương đó chính là sao Hải Vương có tới 14 mặt trăng luôn đó các em. Trái đất của chúng ta chỉ có một mặt trăng thôi, nhưng mà sao Hải Vương có tới 14 mặt trăng lận đó. Và sao Hải Vương là ngôi sao hay còn gọi là hành tinh xa nhất mặt trăng, xa nhất mặt trời. Cho nên ở đây rất là lạnh, tới âm 214 độ C lận đó các em, lạnh lắm đó. Con người chúng ta không chịu nổi đâu. Âm 10 độ là chị Kemper cũng đã lạnh lắm rồi. Và một điều rất là đặc biệt, tại vì nó xa mặt trời quá, cho nên một năm ở sao Hải Vương là 165 năm ở trái đất đó các em. Trời ơi, mình mà lên trên sao Hải Vương mình sống một năm, mình sống nửa năm thôi là cũng được rồi. Rồi bây giờ chúng ta đã xong rồi đó các em. Chúng ta đã có 7 hành tinh trong hệ mặt trời. Chị Kemper hy vọng là các em thích những cái điều thú vị mà chị Kemper đã kể cho các em nghe về những hành tinh này. Không những chúng ta làm slam mà chúng ta còn học được về những điều thú vị về các hành tinh nữa nè. Nếu mà các em thích những cái video như thế này nữa thì các em hãy để dưới comment cho chị Kemper biết nha. Và bây giờ thì chị Kemper sẽ lấy những cái slam này ra chơi cho các em xem. Chúng ta đã làm xong rồi, bây giờ chơi thôi. Và lát nữa chị Kemper sẽ trộn hết những cái slam này lại luôn. Đa số là dẻo các em ha. Còn một hai cái thì nó hơi giòn, tại vì chị Kemper cho hơi nhiều dung dịch borax. Rồi một câu hỏi cuối cùng nữa nha. Chị Kemper muốn hỏi các em là các em thích nhất hành tinh nào trong 7 hành tinh mà chị Kemper vừa làm. Chị Kemper thì chị Kemper thích nhất là sao Hỏa đó các em. Tại vì sao Hỏa thì có ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời, đó là đỉnh núi Olympus, cho nên chị Kemper rất là thích. Còn các em thích thích những hành tinh nào, các em thích hành tinh nào nhất thì các em hãy để dưới comment cho chị Kemper biết với nha, để coi hành tinh nào được nhiều người thích nhất nè. Ok, bây giờ chị Kemper chỉ chơi slam thôi. Các em nhớ là đón xem bộ phim hoạt hình Học viện Cung Hoàng Đạo vào lúc 4 giờ chiều thứ 6 và thứ 7 hàng tuần nha. Ngày nào chị Kemper cũng sẽ ra video mới cho các em xem vào lúc 4 giờ chiều cho những thành viên mới của channel Kemper mà các em chưa biết. 4 giờ chiều nha các em. Ok, chị Kemper tạm biệt các em. Yêu các em rất là nhiều. Bye bye.